Rồi rồi quay luôn. Ôi nó tràn dữ hả? Nó tràn quá kìa. Ôi nó tràn dữ hả? Ôi nó tràn dữ hả? Khư ra. Ôi. Ôi tràn quá trời tràn luôn. Rồi chưa? Rồi bấm nút lên cho nó văng ra, Đó, đúng rồi. Rồi mở xuống. Rồi mở xuống. Đó. Quá. Rồi, nó cứng quá rồi. Cứng quá đó. Cứng quá nó tắt máy luôn rồi. Hello, xin chào các bạn. Quá xin chào bạn Ken, bạn Châu nghe. Đây các bạn, hôm nay bạn Ken với bạn Châu sẽ có một cái máy làm bắp nghe. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ bắp vô, rồi chế bắp vô. Rồi. Đây các bạn ơi, mình chế bắp vô đây nghe. Xong rồi, bắt máy lên. Rồi bắt máy lên đi bạn Ken. Rồi sau đây có cái công tắc nè. Rồi, bắt công tắc lên. Đó. Khi nó chạy á là cái bắp bên trong nó quay nè các bạn. Nó quay chừng nào cái nó nóng lên là cái bắp nó văng ra nghe. Rồi, đó, ơi một rất là kìa. Đây mình sẽ chờ cho bắp nó nóng lên. Ở đây nè các bạn ơi. Đó nó được hai hộp rồi, 3 hộp. Ôi, 4 hộp. 5 chưa? 5 hộp. Rồi nó bắt đầu nổ nhiều rồi nghe. Rồi nó nổ lên kìa. Đây các bạn ơi, nó bắt đầu nổ nhiều rồi. Thơm quá các bạn ơi, ra một hộp rồi. Thơm quá. Thơm dữ người ta. Đó. Đây là cái máy làm bắp nha các bạn. Máy làm bắp. À mà cái này bắp này nó lạc lắm nha các bạn. Mình phải thêm bơ vô nữa. Mình làm giống cái bắp mà ở rạch chiếu phim ăn mới ngon lận. Quả nó trời kìa. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó nở ra đi. Hồi mình sẽ bỏ bơ với đường vô. Mình nhào chung thêm cái mình rang lại. Wow, quá trời luôn rồi. Ôi nhiều dữ vậy. Ôi ăn thử đi, ngon không? Ôi nóng lắm nha các bạn, nóng lắm nha. Ngon không? Thơm quá. Hơi lẹ. Ôi nó nổ ra quá trời luôn kìa. Ôi rớt rổ luôn rồi. Nhiều quá. Trời cũng rổ luôn. Đây các bạn ơi, nó rổ quá trời bắp luôn rồi. Hôm nay mình chỉ chơi làm cái bắp siêu to không rổ quá. Ôi đổ dữ à. Ôi nó bắn. Ôi nó bắn tới rổ luôn kìa. Rồi bỏ bắp vô, bỏ bắp vô. Rồi bỏ thêm bắp vô đi. Rồi tắt máy. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm thêm nha. Rồi để nắp lại. Rồi bắt máy thêm vô. Máy lên. Đó. Mình sẽ làm đi một lần nữa. Mình sẽ hôm nay mình sẽ làm đầy cái rổ này luôn. Đúng rồi, nguyên cái xốp làng ăn luôn. Một hồi mình sẽ chia từng bịch cho à chó nó ăn không? Không. Gấu ăn không gấu? Đó, bây giờ mình tiếp tục nha. Nãy vị khách đến đang chờ đồ ăn đó hả? Đang chờ bắp đó hả? Chưa khách ơi, chờ xíu đi. Rồi, để cái này xuống đây đi. Để nó tràn ra nữa đó. Ừ, bỏ xuống, đổ xuống. Rồi, bỏ vô. Rồi. Wow, nó sắp nổ lên rồi đó. Rồi, nó nổ thêm lần nữa nè. Đã quá.
khách tới, go, pin, go pin, rồi nổ quá trời nổ luôn rồi. Dân vô mặt là hả họng ra ăn luôn. Trời ơi, nó nổ quá trời luôn các bạn ơi. Wow. Nè các bạn ơi, bắp nó ra nó dâng lên quá trời luôn rồi. Đổ xuống nha, đổ xuống cái này đi. Quá trời quá đất bắp luôn. Wow, được nhiêu rồi? Được nửa này chưa? Được miếng rồi hả? Đây mình tiếp tục nha, mình tiếp tục làm tiếp cho bắp nó nở ra. Ôi, cái máy làm bắp này nó xịn sò các bạn ơi, kìa nó nổ tung té. Hết hồn hết. Rồi hết rồi, được xô nó rồi, xô nó rồi kìa. Đây các bạn ơi, tắt. Rồi mình sẽ đổ bắp lên ký các bạn. Đây là một bịch này là nửa ký rồi các bạn. Mình sẽ làm hết nửa ký này nè, coi đây được bao nhiêu nha. Đây một bịch này nửa ký. Rồi. Để thêm đi. Ở trên đây là cái đồ mình đổ bắp nè. Đây mình dở lên nó nóng, bây giờ là nó nóng lắm nè, nó chạy lên, nó nóng cực kỳ luôn. Nên là các bạn nào xài á là coi chừng nó phỏng tay nha, là đừng có đụng vô. Bên trong đây nè, bên trong bắp nó nổ nè các bạn, nó được một viên rồi. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ dở thử lên cho các bạn xem thử bắp nó nổ nè. Sợ nó văng ra quá. Đây bắp nó nổ rồi kìa, nó nổ từ từ nó đổ hết lên luôn á. Rồi để xuống rồi, bỏ cái xe vô cho nó hứng được rồi, được không? Rồi cái xe nhỏ quá, rồi chế vô. Đó, cho cái xe hứng chợ bắp luôn. À vậy hả? Hứng cho nó hứng đầy xong rồi rinh xe đi. Món đâu? Tưởng món ra chơi. Ủa sao chạy về? Đi món quăng bắp nè. Món ơi quăng bắp thịt món ơi. Đi món quăng bắp nè. Đây nè các bạn ơi. Đây cho các bạn coi cái máy này nó xe xin được không? Nhìn cái máy này cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi cái xe này đầy rồi. Xe đầy rồi để dưới đây. Rồi, đây nó bung ra nữa kìa các bạn ơi, quá trời quá đắt luôn. Bung nổ và mầm luôn á. Wow. Ôi văng nữa thì chứ. Văng quá trời quá đó. Wow. Ôi. Rồi hết rồi. Rồi sắp hết rồi. Đây bên trong. Bên trong nó xây vậy đó các bạn ơi. Rồi hết rồi nha. Có thêm bạn nữa. Rồi đây nè các bạn ơi,
mình đã làm nguyên một cái xô, quên một cái rổ bắp siêu to khổng lồ luôn nha. Rồi bây giờ nó văng ra là hết nguyên một bịch bắp nửa ký rồi nha các bạn. Đó, wow, đã ghê chưa. Văng cái xe nữa. Thêm cái xe nó đầy luôn rồi kìa. Wow. Đây là cái máy làm bắp. Ồ, cái máy siêu sinh thân ghe luôn á hả? Đuổi nó ra đi. Gấu. Rồi quay rồi. Ơ, nó đèn dữ hả? Nó đèn quá kìa. Ôi, nó đèn dữ hả? Ôi, nó đèn dữ hả? Khư ra. Ôi. Ôi, đèn quá trời đèn luôn. Rồi bấm nút lên cho nó văng ra, đúng rồi. Rồi mở xuống. Đó. Quá. Rồi, nó cứng quá rồi. Cứng quá nó tắt máy luôn rồi. Đây nè các bạn ơi, hôm nay bạn Ken với bạn Châu với bạn Môn làm một cái rổ bắp siêu to khổng lồ. Wow, nặng không? Đây, hết nửa ký bắp rồi nghe. Đã được nguyên rổ này, mình làm một ký chắc nó đầy luôn quá. Nhưng mà làm nhiều hết, ăn đâu hết. Bây giờ mình lấy cái bịch mình bỏ vô nghe, để cho nó không có bị mềm. Như vậy là cái video đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn video lần sau nghe. Bye bye, chào tạm biệt. Đây là cái máy nè, cái máy làm bắp nè, đã ghê chưa. Rồi, chào các bạn nha.